Gôn là môn thể thao mà không có sự giám sát của trọng tài. Vì vậy, tính trung thực của các gôn thủ được đặt lên hàng đầu. Ngoài ra, trọng tài môn gôn cũng nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ phía các giám sát sân và các nhân viên ghi điểm. Trọng tài sẽ hạn chế và gần như là không giám sát các gôn thủ thi đấu, bởi vì họ hoàn toàn lượng trọng tài, quan điểm trọng tài là gôn thủ luôn luôn trung thực và chúng tôi sẽ luôn luôn nghe theo hướng của golfer nói. Thì trên sân thì thường thì có các lực lượng như là những người ghi điểm hoặc là những người marshal chạy xung quanh, thì nhiệm vụ của họ là khi thấy có tình huống nào các golfer bắt đầu vẫy tay lên gọi thì sẽ những người đấy sẽ báo về bộ đàm cho trọng tài và trọng tài sẽ phi ra hồ đấy luôn, hoặc nếu cần có gì thì hướng dẫn họ đánh hai bóng. Trọng tài ở đây trong môn golf là có trách nhiệm hỗ trợ người chơi chứ không phải là bắt phạt người chơi. Như cái trường hợp vừa rồi là mình ra mình hỗ trợ người chơi, chứ nếu mà để người chơi họ không biết thực hiện thì có thể là họ lại bị phạt nặng hơn. Hoặc là khi thấy người chơi có khả năng là vi phạm luật thì trọng tài phải ra can thiệp ngay để họ tránh vi phạm luật. Ở mỗi giải đấu thường có 5 trọng tài, một người đi bao quát toàn bộ sân thi đấu, còn 4 người được phân công theo dõi ở các vị trí hố để khi gôn thủ cần trợ giúp có thể đến được ngay. Trước khi giải đấu diễn ra, trọng tài thường có mặt ở sân trước 2 ngày để kiểm tra các vị trí, sao cho không có một sự nhập nhằng hay tranh cãi xảy ra. Ở môn gôn có một bộ phận đảm nhiệm việc tính điểm số thay cho trọng tài. Bình thường thì trọng tài sẽ không liên quan gì đến điểm. Điểm thường do giám đốc giải và chỉ đạo các nhân viên làm. Và trọng tài sẽ là người xác nhận cuối cùng, bởi vì như cái trường hợp nào mà ví dụ vận động viên chơi sai luật cộng thêm 1-2 điểm thì lúc đấy trọng tài sẽ phải làm việc trực tiếp với cả scoring bên làm điểm để thay đổi. Hoặc là trường hợp trước khi nhận giải thì trọng tài sẽ ký xác nhận điểm cuối cùng. Nếu trong trường hợp có vận động viên nào bị xuất quyền thi đấu hay không, thì nếu không có cái gì thì điểm sẽ là điểm cuối cùng. Bên cạnh những thuận lợi thì trọng tài của môn gôn cũng gặp những khó khăn. Đối với các vận động viên nắm rõ luật chơi thì rất dễ trong việc trọng tài xử lý tình huống. Nhưng với những người nắm luật còn sơ sài thì rất dễ xảy ra tranh cãi giữa trọng tài và người chơi. Luật thi đấu gôn cũng luôn thay đổi, đòi hỏi trọng tài phải cập nhật thường xuyên. Hiện tại thì là luật được áp dụng nhiều nhất là luật của ANA và USGA. Thì là luật gôn nói chung thì bây giờ đã được sử dụng trên thống nhất trên toàn thế giới. Và bộ luật này thì thường thay đổi sẽ theo chu kỳ 4 năm. Vậy nên là vừa rồi là vừa đợt năm nay ra là đã cập nhật một bộ luật mới. Và hiện tại tất cả các trọng tài Việt Nam level 2 trở lên thì đều đã nắm được bộ luật này. Và thực ra thì những thay đổi cũng dựa, tất cả đều mang tính xây dựng từ các luật cũ. Chỉ có những thay đổi, một số thay đổi mới để cho cuộc chơi công bằng hơn và tăng tính tự giác của golfer hơn thôi. Nên là cũng không có vấn đề gì về vấn đề cập nhật, vì chúng tôi luôn luôn là học hỏi những điều mới. Khi môn gôn ngày càng nhận được sự quan tâm của người chơi thì các giải đấu thường xuyên được tổ chức. Để giải được thành công thì trọng tài đóng vai trò hết sức quan trọng. Nhưng cũng phải nhấn mạnh rằng sự tự giác trong việc học và hiểu luật của các gôn thủ là rất cần thiết. Điều này giúp các trọng tài điều hành giải đấu một cách minh bạch và công bằng nhất.